Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bài 5 trong môn Evidence, phần giải bài tập. Thì bài tập hôm trước mình cho các bạn là chuyển toàn bộ bài tập trước sang mô hình 3 lớp. Ok, chúng ta bắt đầu. Ở bài tập hôm trước, đây là bài tập hôm trước, mình không làm theo mô hình 3 lớp. Bây giờ để làm theo mô hình 3 lớp thì chúng ta cần tạo một thư mục, gọi là thư mục của website là quản lý bán hàng. Rồi, chúng ta copy thư mục mình vào. Sau đó chúng ta tạo mới một project. Class library, tên ứng dụng quản lý bán hàng nằm trong thư mục chúng ta đặt là DAL, đó là tầng, đó là lớp cuối cùng. Class library. Thứ hai là app new project class library và là BLL, đó là lớp thứ hai. Tiếp theo là cái website của chúng ta, app website đã tồn tại. Website. Ok, chúng ta đã có mô hình và lớp. Bây giờ đây là website lúc trước. Chúng ta không làm theo mô hình 3 lớp thì toàn bộ những cái xử lý về database nằm trong đây. Bây giờ chúng ta sẽ copy toàn bộ này để tạo ra một lớp mới, class mới trong DAL. Ta xóa class này đi, add một class mới. Đây là data service. Rồi, chúng ta dán cái đoạn code nó vào. Nếu thiếu using thì bạn chỉ cần đặt ở đây và using thì nó sẽ lên comment type using. Ok, configuration manager thì bạn add thêm add preference đến system dot configuration. Rồi, using. Ok, vậy thì chúng ta bỏ cái này đi. Làm các thao tác cần thiết là add reference. BOL sẽ sử dụng DAL, add reference đến project là DAL. Và website của mình sử dụng cả hai thư viện này thì add reference đến cả hai này. Ok, tiếp theo chúng ta chỉnh sửa lại cái data service này cho đúng cái cách nó làm việc ở cái mô cái lớp data asset layer, là chúng ta sẽ không có những cái phương thức này. Comment nó đi. Chúng ta chỉ có hai phương thức là lấy dữ liệu và xử lý, lấy dữ liệu và cập nhật dữ liệu.
Thì hai phương thức này ở bài trước mình đã viết rồi. Chúng ta lấy lại những gì về trước chúng ta viết ở video lý thuyết. Và đồng thời copy luôn hai cái này. Đây là hai phương thức cập nhật và lấy dữ liệu. Đồng thời tiếp theo là chúng ta phải cần những cái mô tả dữ liệu, mô tả những cái bảng ở database thành những cái class trên C#, thì chúng ta cần add cái class mà chúng ta đã mô tả ở bài lý thuyết. Ok, chúng ta đã làm xong cái lớp DAL. Bây giờ chúng ta sẽ đến BOL. Đương nhiên chúng ta sẽ có hai BOL, tại vì bảng của ta đang có hai bảng là quyền BOL và người dùng BOL. Ở quyền BOL thì chúng ta đầu tiên public các cái class đó. Ở quyền BOL thì chúng ta sẽ cập nhật những cái xử lý liên quan đến bản quyền, thì chúng ta sẽ cắt những cái đoạn comment mà liên quan đến bản quyền, bao gồm là lấy mã quyền, đây là chức năng lấy mã quyền mà chúng ta làm không theo mô hình ba lớp. Vậy để mà làm theo mô hình ba lớp thì chúng ta cần tạo ra một data service. Using DAL. Chúng ta cần public class này ra, ở DAL ra. Thì khi đó ở đây mới thấy được DB. Đây là phương thức lấy mã quyền. Thì chúng ta nên tốt nhất là nên lấy thì trả về cho toàn bộ. Và việc mình lấy mã quyền hay không là do cái ứng dụng nó lấy. Tức là mình không nhất thiết phải trả về mã quyền. Mình có thể viết gọn lại cái để mà hỗ trợ nhiều lấy nhiều thứ khác. Thì mình sẽ viết cái hàm này, cái phương thức này là public. Mình sẽ trả về quyền. Mình trả toàn bộ một cái quyền. Mình gọi là lấy theo tên đăng nhập. Tại vì đây là nhận một username. Chúng ta không nên phải viết mà trả về một giá trị như thế này. Chúng ta hãy viết mà trả về một đối tượng, và để cho ứng dụng muốn lấy gì thì lấy. Chúng ta nhận vô một tên đăng nhập. Rồi,
Ở đây chúng ta chỉ cần tạo một chuỗi kết nối, chúng ta chỉ cần tạo chuỗi SQL. SQL này chúng ta không nên cộng chuỗi, mà chúng ta đặt vào một cái biến là A cộng tên đăng nhập. Sau đó chúng ta tạo một parameter, tại vì ở đây có một parameter. Chúng ta phải cần using system data using system chấm data chấm SQL client. Rồi param tên đăng nhập, đầu tiên là tên parameter là tên đăng nhập, sau đó là dữ liệu là tên đăng nhập. Chúng ta sẽ nhờ DB, ở đây là phần lấy theo tên đăng nhập, thì đó là lấy dữ liệu. Lấy dữ liệu thì cần SQL và tham số là param tên đăng nhập. Sau khi lấy dữ liệu thì nó trả về cho mình một data table. Công việc của mình là mình biết chắc là nếu ở đây mình select toàn bộ ha, tại vì mình muốn lấy toàn bộ thông tin của Quyền. Vậy mình biết chắc là trả về cái bảng này thì cao lắm là một dòng dữ liệu, tại vì tìm thấy tên đăng nhập thì đó là khó chính, không phải khó chính mà là tên đăng nhập nó sẽ không có trùng nhau, cho nên trả về là một dòng. Vậy thì mình tạo ra cái dòng đó, dòng nó sẽ bằng bảng chấm row đầu tiên luôn, đó là trả về và mình lấy luôn dòng đầu tiên, và mình cần chuyển cái dòng một dòng dữ liệu này thành một cái quyền. Vậy quyền mình tạo ra một cái quyền, sau đó quyền chấm mã nó sẽ bằng dòng mà có cột đầu tiên, và quyền chấm tên bằng dòng có cột thứ nhất, cột thứ hai tức là index thứ nhất, ở đây là tên là string và mã là integer. Và cuối cùng chúng ta return về quyền. Đó là chúng ta đã chuyển cái phương thức này về theo môn 3 lớp. Tiếp theo là toàn bộ cái phương thức còn lại là kiểm tra đăng nhập, lấy họ tên, kiểm tra tồn tại, đăng ký, thay đổi mật khẩu. Thì chúng ta, đó là những chức năng của người dùng BOL. Chúng ta cũng cần có một data service để mà làm công việc tác động đến dữ liệu, cơ sở dữ liệu. Chúng ta cần using DL. Rồi đầu tiên là kiểm tra đăng nhập. Kiểm tra đăng nhập thì mình chỉ cần là mình chuyển đổi thành là lấy theo username và password. Vậy thì public lấy theo tên đăng nhập thì nó sẽ trả, khi mà lấy theo tên đăng nhập và mật khẩu thì nó trả về cho mình một người dùng. Vậy mình sẽ trả về một người dùng lấy theo
tên, đăng nhập và mật khẩu. Nhận hai thông tin, tên, đăng nhập, mật khẩu. Ok, chúng ta sẽ tạo ra câu SQL. Ở đây kiểm tra đăng nhập này đang dùng một store schedule, cho nên chúng ta sẽ SQL chúng ta sẽ là store schedule. Vậy thì đòi hỏi DL của chúng ta phải cung cấp một cái phương thức mà có thể lấy dữ liệu dựa vào một store schedule. Và chúng ta copy cái này. Mình đặt tên lấy dữ liệu store schedule. Và lúc này thì chúng ta cũng làm như thế này, nhưng sau khi add xong thì comment chúng ta chỉ comment type bằng comment type chấm store residue. Để nó thực thi tương tự như vậy, cập nhật cũng có thể là cập nhật dạng store residue, và mình chỉ ra comment type. Ok, vậy là data service của chúng ta nó hỗ trợ thêm hai phương thức để mà có thể thực hiện được, thực thi một câu store schedule. Vậy thì trở về đây, get query của chúng ta là một tên của một store schedule, và chúng ta cần add parameter vào. Chúng ta cần tạo ra hai parameter, SQL parameter. Chúng ta using system data, using system data jump SQL plan. Ok, bây giờ chúng ta dùng parameter. Thứ nhất là tên đăng nhập. Nhận hai tham số là tên đăng nhập. Thứ hai là mật khẩu. Và chúng ta sẽ nhờ DB gọi lấy dữ liệu dạng storage schedule, đưa SQL vào, và parameter là param. Đây là parameter mật khẩu, tên đăng nhập phải parameter mật khẩu. Sau đó nó trả về cho mình một data table. Bản chúng ta sẽ tạo về một người dùng, cho nên chúng ta sẽ tạo ra một người dùng. Chúng ta sẽ bằng null, coi như là có thể là kiểm tra đăng tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng, thì ban đầu người dùng bằng null. Nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta sẽ lấy cái dòng đầu tiên ra. Bây giờ nếu mà
chúng ta đếm coi dữ liệu chúng ta lấy về là bao nhiêu dòng, mà lớn hơn không tức là có dữ liệu, thì lúc đó chúng ta sẽ lấy cái data row. Lấy dòng đầu tiên ra sẽ bằng bảng chấm row thứ 0, và sau đó chúng ta chuyển hết toàn bộ thông tin này về người dùng. Vậy người dùng lúc này đã có người dùng, chúng ta nên viết một cái phương thức để mà chuyển một cái data row về một người dùng. Chuyển về người dùng, nhận một data row. Chúng ta sẽ lấy người dùng new, người dùng chấm mã, nó sẽ bằng dòng thứ 0, người dùng chấm tên đăng nhập bằng, nếu bạn không thích dùng chữ 0, 1 thì bạn có thể dùng đúng tên của database, tên của những cái cột trong bảng trong database, mã mã quyền, tên đăng nhập, mã mã quyền, tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, email. Chúng ta có thể dùng bằng tên, ví dụ ở đây là mã mã quyền. Mình dùng tên thì nó sẽ chính xác hơn. Tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, email. Mã là integer, mã quyền là integer, tên đăng nhập string, mật khẩu string, họ tên string, email string. Và cuối cùng chúng ta return về người dùng. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ không viết nữa, mà mình tạo ra một người dùng bằng cách gọi hàm chuyển người dùng. Chuyển về người dùng và bỏ vào dòng thì chúng ta sẽ được người dùng. Ở đây người dùng chúng ta đã khai báo rồi, cho nên chỗ này là người dùng bằng. Và cuối cùng chúng ta return về người dùng. Đó là chúng ta đã xong cái chức năng của lấy theo tên đăng nhập và mật khẩu. Vậy chúng ta đã xong chức năng này. Và ở đây là lấy họ tên. Lấy họ tên thì thực ra cũng dùng chức năng này thôi, cũng dùng cái cũng trả về một người dùng thôi, nhưng mà không cần nhưng mà nó phải nó chỉ cần nhận vào tên đăng nhập thôi. Vậy ở cái lấy họ tên này mình sẽ viết là lấy theo tên đăng nhập và mình trả về toàn bộ một người dùng, không nhất thiết phải trả về một họ tên. Vậy mình sẽ copy này, mình sẽ, đây là tên đăng nhập thôi, mình sẽ nói là lấy theo tên đăng nhập. Và ở đây nó không dùng parameter, không dùng store residue, cho nên chúng ta sẽ
tay cái này bằng cái này. Và chúng ta nên lấy hết, không nhất thiết phải lấy theo họ tên. Select sao rom người dùng, quê, tên đăng nhập bằng. Ở đây dùng nên dùng parameter a cộng tên đăng nhập. Rồi chúng ta add parameter vào. Ở lúc này chúng ta gọi lấy dữ liệu bình thường, chúng ta truyền tên đăng nhập thôi. Ok, vậy chúng ta đã có cái phương thức là lấy theo tên đăng nhập, nhận tên đăng nhập, lấy tên đăng nhập thay cho lấy họ tên. Chúng ta sẽ không cần kiểm tra tồn tại, tại vì nếu không tồn tại nó sẽ trả về một người dùng là null, tức là đã lấy theo tên đăng nhập. Lấy theo tên đăng nhập nó sẽ trả về một người dùng là null. Nếu không tồn tại vậy cái chức năng này chúng ta không cần. Đăng ký thì thực ra là thêm. Vậy chúng ta sẽ viết một cái phương thức là thêm. Nhận các thông tin. Đầu tiên tạo ra SQL là những câu này. Sau đó chúng ta tạo ra cái parameter. Chúng ta using SQL parameter. Tên đăng nhập. Tên đăng nhập. Tương tự như vậy. Mật khẩu. Email. Họ tên. Mật khẩu. Email. Họ tên. Chúng ta có 4 parameter. Chúng ta sử dụng DB. Cập nhật dữ liệu. Không dùng storage field. SQL. Parameter cứ áp lần lượt vào. Tên đăng nhập. Mật khẩu. Họ tên. Email. Ở đây trả về bool thì chúng ta có thể làm bool. Đoạn này là try. Nếu mà thực thi được thì chúng ta, không được thì chúng ta return phone. Còn được chúng ta return true. Đó là thêm. Và nhớ đóng kết nối là công việc của bên data asset layer rồi.
Ok, đăng ký chúng ta đã làm xong. Thay đổi mật khẩu. Thay đổi mật khẩu. Chúng ta sẽ viết hoặc thay đổi mật khẩu. Nhận hai tham số. Tạo ra một chuỗi SQL. Hai parameter. Sau đó dùng DB cập nhật dữ liệu SQL và param. Tương tự như vậy, chúng ta try catch. Nếu thực thi không được thì return phone, return to ok. Chúng ta đã chuyển hết toàn bộ về mô hình 3 lớp, còn lại là phần ứng dụng. Chúng ta sẽ chạy và kiểm tra lỗi thôi và sửa nó. Ở đây thứ nhất, data service, đây là tầng ứng dụng. Tầng ứng dụng sẽ không dùng cái data service này nữa, mà tầng ứng dụng using PLL và using DIL. Và lúc này chúng ta sẽ dùng, ở đây chúng ta đang sử dụng lấy mã quyền, thì chúng ta sẽ dùng quyền PLL. Quyền PLL lấy mã quyền, thì chúng ta sẽ không lấy mã quyền mà chúng ta sẽ dùng quyền PLL. Chúng ta sẽ gọi là lấy theo tên đăng nhập, và khi lấy theo tên đăng nhập thì sau khi kết thúc ở đây, chúng ta sẽ nhận được một quyền và chúng ta sẽ chấm vào mã để có được mã. Chúng ta không nhất thiết phải viết cụ thể là trả về quyền, trả về mã quyền, chỉ cần trả về quyền, và ở đây ứng dụng sẽ lấy cái mã ra. Chúng ta sửa lỗi tiếp. Chúng ta lại using DIL và using PLL. Ở đây chúng ta đang dùng kiểm tra tồn tại là phần người dùng PLL. Kiểm tra tồn tại thì chúng ta sẽ lấy người dùng PLL, gọi cái hàm là lấy theo tên đăng nhập. Thì lấy theo tên đăng nhập nó tải về cho ta một người dùng. Vậy nếu mà ở đây đã tồn tại rồi thì tức là nó khác bằng null. Đăng ký là thêm. Gọi hàm thêm. Ta sửa tiếp. Ta lại using DIL và using PLL. Ở đây là kiểm tra đăng nhập. Vậy là người dùng PLL.
kiểm tra đăng nhập dựa tên mật khẩu, vậy chính là lấy người dùng PLL, gọi hàm lấy tên đăng nhập và mật khẩu. Và ở đây nó trở về bool, ok, tức là người dùng, có người dùng đó. Vậy chúng ta sẽ nói là nếu mà người dùng đó mà khác bằng null thì chúng ta sẽ return true, còn không là false. Khác bằng null coi như đã ok, đăng nhập thành công bằng true, còn không thì bằng false. Đây là toán tử ba ngôi, các bạn tự tìm hiểu lại. Đây là lấy theo họ tên thì chúng ta cũng người dùng PLL gọi là lấy theo tên đăng nhập, và cuối cùng chúng ta muốn có họ tên thì chấm họ tên. Cuối cùng là using DAL, using PLL. Chúng ta bỏ cái này đi, thay đổi mật khẩu. Chúng ta có thay đổi mật khẩu trên, chúng ta tạo người dùng PLL. Ở đây thay đổi mật khẩu thì chúng ta sẽ dùng người dùng PLL, gọi hàm thay đổi mật khẩu. Ok. Ok, vậy chúng ta đã sửa xong. Ở đây DL được tô đậm, tức là nó được chạy đầu tiên. Chúng ta xét lại cái website của chúng ta chạy đầu tiên. Chúng ta xét luôn cái trang nào được chạy đầu tiên là trang chủ. Chúng ta đăng nhập Thiên Thần IT 123. Ok, đăng nhập thành công, thoát, đăng nhập lại, gõ linh tinh, đăng nhập, đăng nhập không đúng, 123, đăng nhập, quản lý sản phẩm. Ở đây chúng ta có một lỗi, select sound rom người dùng que tên đăng nhập bằng tên đăng nhập. Chúng ta nhầm, đây là không phải là que người dùng mà là que quyền. Đây là phương thức lấy mã quyền. Vậy chúng ta sẽ không, phương thức đó sẽ nằm, sẽ là phương thức của người dùng PLL. Người dùng PLL. Rồi chúng ta sẽ không có, chưa có phương thức gì trong quyền này cả. Chúng ta sẽ sửa lại. Lấy mã quyền. Vậy chúng ta, đây không phải là của quyền PLL mà là của người dùng. Người dùng PLL chấm. Chúng ta phải thay đổi thành là gì? Người dùng PLL. Người dùng PLL. Chúng ta sẽ gọi người dùng PLL. Chúng ta sẽ lấy theo tên đăng nhập thì chúng ta sẽ được mã quyền. Chúng ta sẽ được một người dùng, và từ người dùng đó chúng ta sẽ lấy mã quyền ra. Vậy
cái phần mà lấy thêm mã quyền thì nó vẫn là chức năng của người dùng BOL thôi, không phải là của quyền BOL, cho nên quyền BOL của chúng ta chưa có làm gì cả. Chạy lại. Đăng nhập vô Thiên Thần IT 123. Quản lý sản phẩm, ok. Trang dành cho quản trị viên, chúng ta đã vào được. Trang chủ sản phẩm, vân vân. Ok, chúng ta đã đổi thành công ứng dụng chúng ta thành về mô hình ba lớp. Kết thúc.